Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, ngày 13 tháng 3, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một tin nóng liên quan tới tiềm năng hợp tác an ninh quốc phòng Việt-Mỹ. Như vậy là, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng sau thông tin về đàm phán thương vụ F-16, nhưng cho tới nay có thể coi là không thấy gì. Nhưng tới đây, điều này có thể được nhắc lại khi mà ngày 11 tháng 3, hãng tin Anh Reuters cho hay hàng chục doanh nghiệp Mỹ sẽ có cuộc họp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam với mong muốn thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận cung cấp trang thiết bị cho Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguồn tin của Reuters đến từ bộ phận tổ chức của hội đàm. Các cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3 là một phần kết quả của việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Washington hồi tháng 9 năm 2023. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc trong một loạt các vấn đề, đặc biệt là ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Thỏa thuận không mang tính ràng buộc này có thể được ký kết bên lề các cuộc họp và có thể mở đường cho các thỏa thuận trong tương lai được thực hiện một cách dễ dàng hơn, ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, gọi tắt là USABC cho biết. Ông Thành lưu ý rằng nhóm doanh nghiệp Mỹ nói trên đã ký một vài thỏa thuận tương tự với các bộ ngành khác của Việt Nam trong những năm qua. USABC đã dành nhiều tháng để đàm phán một bản ghi nhớ với Bộ Công an Việt Nam. Dự kiến, thỏa thuận sẽ được ký kết giữa bộ này với USABC mà không có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp. Theo ông Thành, gã khổng lồ ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng Boeing sẽ tham gia các cuộc họp nhưng ông không tiết lộ danh sách đầy đủ các doanh nghiệp tham gia. Ông cũng từ chối cho biết liệu những doanh nghiệp Mỹ từng tham gia đàm phán quốc phòng với Việt Nam có tham dự cuộc họp sắp tới hay không. Boeing sẽ nhấn mạnh tới mối quan hệ đối tác ngày càng mạnh mẽ với Việt Nam cũng như các cơ hội để củng cố năng lực hàng không vũ trụ của nước này, đại diện tập đoàn Boeing chia sẻ với Reuters qua email. Cũng theo ông Thành, công ty Hoa Kỳ ATMO chuyên cung cấp dịch vụ khí tượng học ứng dụng AI cho chính phủ và quân đội các nước cũng sẽ tham gia cuộc họp. USABC gồm một vài thành viên là các tập đoàn lớn của Mỹ đã gửi một bản dự thảo thỏa thuận cho Bộ Công an Việt Nam đề cập tới các lĩnh vực mà các doanh nghiệp của chúng tôi có thể giúp đỡ, bao gồm việc cung cấp công nghệ phòng chống và phát hiện tội phạm, phân tích dữ liệu lớn, máy bay trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng. Do vậy, đại diện của USABC cho biết không có thông tin cụ thể về việc Bộ Công an Việt Nam có quyết định ký thỏa thuận hay không, mọi thứ sẽ phải chờ đợi. Phía Reuters cũng đã gửi email đề nghị Bộ Công an Việt Nam bình luận nhưng không nhận được hồi âm. Thực ra, có gửi tới 10 cái email đi chăng nữa thì truyền thống Việt Nam nhớ là xưa nay chẳng bao giờ phản ứng cái kiểu như vậy. Nói chung, khác với thông tin về thương vụ F-16 được Reuters đăng tải trên cơ sở một nguồn tin giấu tên, thì tin tức lần này có nhiều cơ sở để tin hơn và hoàn toàn có thể kiểm tra khi cuộc họp được công bố diễn ra vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Thậm chí, có thể sẽ có kết quả cụ thể ngay lập tức khi đối tác đàm phán chính của nhóm doanh nghiệp Mỹ là Bộ Công an Việt Nam. Có một điều cần lưu ý thế này, nếu như với Bộ Quốc phòng, việc mua bán vũ khí từ thế giới phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ còn tương đối hạn chế so với tiềm năng do nhiều vấn đề mà đặc biệt là những lo ngại về khâu sau bán hàng, nguy cơ cấm vận, thì với Bộ Công an Việt Nam, việc nhập khẩu vũ khí khí tài từ thế giới phương Tây tương đối phổ biến trong nhiều thập kỷ trở lại đây, ít nhất là từ năm 2000 cho tới nay. Ví dụ, về các loại vũ khí cá nhân cho chiến sĩ công an đã ghi nhận từ lâu về việc Bộ Công an nhập khẩu nhiều lô súng lục CZP-07 Duty, CZ-83 của Séc, dòng súng lục Glock 19-34 của Áo, Beretta APX, súng trường bắn tỉa CZ-750-S1-M2 từ Séc, PSR-90 từ Pakistan, Gradius Miller của Italia, APR-308 của Thụy Sĩ, súng tiểu liên MP5 của Đức. Đặc biệt là với các dòng xe thiết giáp, xe chống bạo động chuyên dùng, Bộ Công an nhập khẩu phần lớn từ Mỹ và các nước phương Tây, nổi bật là các mẫu xe như: đầu tiên, có số lượng khá lớn là dòng xe thiết giáp đa năng 4x4 bánh Ram 2000 MK3 từ Israel đã xuất hiện khá lâu trong lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an Việt Nam. Rồi từ năm 2017, có thêm dòng xe bọc thép S5 do hãng Shinjong Development của Hàn Quốc sản xuất. Loại này nổi bật trên truyền thông từ cuộc đột kích tiêu diệt chủng ma túy ở Lóng Luông, Sơn La vào tháng 6 năm 2018. Ngoài ra, trong trận đột kích Lóng Luông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động còn sử dụng dòng xe thiết giáp Guardian Tactical 4x4 do hãng IAG của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sản xuất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe thiết giáp 4x4 bánh Guardian Tactical có khả năng chở được tối đa 10 chiến sĩ cùng kíp điều khiển 2 người trong mỗi lần ra quân tác chiến. Về vũ khí trang bị, nó được trang bị tháp súng có khả năng xoay 360 độ và có thể lắp thêm các loại vũ khí khác như tên lửa hay súng phóng lưu.
hay là dòng xe SUV chống đạn Hummer H2 do Mỹ sản xuất có khả năng chịu sức nổ của 10 cân TNT cách xa vài mét, toàn bộ khu vực cabin được bọc thép và các vật liệu composite có thể chống đạn. Rồi thì dòng xe phun nước chống bạo động JCR-6500 do Jinomoto đến từ Hàn Quốc cung cấp. Thế mới nói, so với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhiều tiềm năng chốt đơn với phía Mỹ hơn vì các trang bị của họ chủ yếu làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh nội địa, phòng chống các loại tội phạm, chống khủng bố. Đây là những nhiệm vụ đỡ nhạy cảm hơn so với vũ khí trang bị cho quân đội, trong khi lại phù hợp với hợp tác an ninh Việt-Mỹ hiện nay. Trong một diễn biến liên quan, hồi tháng 6 năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt việc thành lập một đơn vị cảnh sát cơ động để đảm trách nhiệm vụ phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó, giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ các tình huống cấp bách. Vừa qua, đơn vị này đã có màn ra mắt ấn tượng trước kênh báo chí và truyền thông nhà nước, chắc là nhiều anh em không quên. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phức tạp như vậy, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thì chúng ta cũng đang hướng tới việc trang bị tàu bay, trực thăng, UAV, khinh khí cầu cho lực lượng cảnh sát cơ động. Trên thực tế, Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chính thức ra đời vào năm 2021 và bước đầu xây dựng lực lượng với một số nhân tố nòng cốt từ không quân chuyển ngạch. Về căn cứ của Trung đoàn, Bộ Quốc phòng đã sắp xếp cho Trung đoàn trực thăng của Bộ Công an sân bay Gia Bình đặt tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là sân bay trực thăng cấp 3, sân bay quân sự cấp 3 và là sân bay dân dụng tương đương cấp 3C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Về quy mô, sân bay Gia Bình được quy hoạch xây dựng một đường băng kích thước 1.500m x 38m, lề 2m x 3m, quy hoạch xây dựng một đường lăn song song cùng hệ thống đường lăn nối từ đường băng vào đường lăn song song và sân đỗ máy bay. Hệ thống sân đỗ máy bay có kích thước 136,5 m x 680 m bảo đảm cho 2 phi đội trực thăng theo biên chế của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Ngoài các công trình quản lý, điều hành bay được bố trí ở phía nam đường băng, sân bay Gia Bình có khu doanh trại và hệ thống giao thông đồng bộ. Về trang bị, trước mắt Trung đoàn đang vận hành một vài trực thăng Mi-8/17 do bên không quân cho mượn. Nhưng về lâu về dài, để đáp ứng nhiệm vụ của Trung đoàn thì cần phải trang bị các loại trực thăng chuyên dụng dành cho cảnh sát. Bởi tuy cũng là trực thăng, nhưng trực thăng cảnh sát lại có một số yêu cầu khác biệt, đặc biệt là về mảng trang bị. Ví dụ, các trực thăng cảnh sát phải được trang bị thiết bị quan sát trong đêm, hệ thống định vị toàn cầu, camera giám sát, đèn pha cao áp, hệ thống liên lạc radio sóng ngắn, loa công suất cao. Các trang bị này với trực thăng quân sự họ Mi-8/17 không đầy đủ vì nhu cầu bên quân đội khác với công an. Đó là lý do trực thăng thì ta có, nhưng trực thăng chuyên dụng cho cảnh sát thì lại phải có yêu cầu riêng, khác biệt riêng. Và đây cũng là cơ hội đối với các nhà sản xuất trực thăng của Mỹ. Cần biết rằng cảnh sát Mỹ là lực lượng nổi tiếng về tác chiến trực thăng hiện nay, mà rõ nhất là từ các bộ phim Hollywood, phải không anh em? Hầu như bộ phim nào về cảnh sát của Mỹ đều có trực thăng xuất hiện. Họ làm nhiệm vụ giám sát giao thông, tuần tra trên không, cũng như là phương tiện cơ động nhanh cho lực lượng đặc biệt SWAT. Nhớ ngày xưa xem phim Mỹ, thấy trực thăng bay là thích lắm, nhìn ngoài phải biết. Mà nổi tiếng hay xuất hiện trên phim hành động Mỹ là Sở Cảnh sát Los Angeles LAPD. Ở ngoài đời, đơn vị hàng không của sở này được biên chế tới 19 trực thăng, bao gồm 5 chiếc Bell 206 Rexenger, 14 chiếc Aerocopter AS-350B2 và một máy bay King E-200. Biên chế sơ sơ tương đương một trung đoàn trực thăng của nước ta đó anh em. Team cảnh sát Mỹ cũng trang bị hàng họ súng ống ngầu lắm, tuy nhiên để xem công an nước ta chọn cái gì rồi chém gió sau vậy. Ngoài trực thăng, tàu lượn và khí cầu cũng đã được ghi nhận là tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên thế giới. Ví dụ như khinh khí cầu cảnh sát mang tên Santos Dumont đã được cảnh sát Mỹ và Trinidad Tobago phối hợp sử dụng hiệu quả để bảo vệ thành công hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ hồi tháng 4 năm 2009. Từ năm 2010, cảnh sát Anh cũng đã phát triển và ứng dụng nhiều loại khinh khí cầu phục vụ cảnh sát cho thấy hiệu quả cao và giảm được chi phí so với sử dụng máy bay phản lực hoặc trực thăng. Tương tự, UAV đã bắt đầu được ứng dụng cho lực lượng cảnh sát trong nhiều vai trò và ghi nhận ở Việt Nam thời gian qua trong một số cuộc truy bắt, ta đã bắt đầu sử dụng UAV để trinh sát khu vực cũng như truy bắt tội phạm ẩn nấp trong rừng sâu, địa hình hiểm trở. Có thể nói, xét tới trang bị an ninh cho quân đội, công an nước ta thì còn rất nhiều đất diện cho bất cứ doanh nghiệp quốc tế nào. Chỉ có điều, họ có qua được vòng thẩm định, con mắt của Bộ Công an Việt Nam hay không thì lại là chuyện khác. Đó là chưa kể vấn đề lòng tin chính trị. Khi mà bất chấp quan hệ hai nước ngày càng xích lại gần nhau thì chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục có các hành động làm sức mẻ quan hệ.
Điển hình là trong năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra cái gọi là những cảnh báo về vi phạm nghiêm trọng và ghi nhận rằng các lực lượng an ninh Việt Nam đã thực hiện nhiều hành vi ngược đãi. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các báo cáo trên là thiếu khách quan và dựa trên những thông tin không chính xác. Thực ra, ở nước ta, ta biết mà các bạn, tôi tin rằng không có lực lượng cảnh sát nào mà dễ tính và hiền lành như ở Việt Nam. Nhìn là rõ, chẳng có cái cảnh sát Mỹ nào mà để cho các đối tượng vi phạm tận trước rồi mới sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế, mà khống chế bằng tay không, chứ làm gì có súng ống đạn dược để mà yêu cầu giơ hai tay lên trời. Nghĩ nhiều lúc anh em công an cũng khổ, đành rằng vẫn có tiêu cực, có những con sâu làm dầu nổi canh, nhưng đồng thời cũng phải thấy rằng thiếu công an một ngày xem chịu nổi không, một giờ cũng không được,